Xin chào các bạn đam mê âm thanh. Bây giờ là buổi tối ngày 17 tháng 11 năm 2018. Và trên màn hình nhỏ của các bạn, đây là một cặp loa B3X12i25 mã mà bên trung tâm điện tử Đám Hoa đang test cho anh Nguyễn Văn Hân ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một cặp loa thương hiệu của người Đức, đến từ châu Âu. Và đây là một cặp loa B3X12i25 mã, hàng bãi xịn và còn rất đẹp. Và chất âm rất là hoàn hảo, tiếng bass sâu chắc, tiếng chép bén và nhuyễn. Và với chất âm của dòng loa này thì phải nói là rất là hay, chất âm khá chuẩn, đặc biệt là được các kỹ sư âm thanh của B3 thiết kế thùng vách có chiều sâu, nó đem đến một chất âm sáng và với một cặp loa mà bên điện tử Đồng Hòa đang test cho anh Hân, test kỹ cho anh Hân để sớm mai đóng gói gửi ra thành phố Bắc Ninh. Vâng, tôi đang test nó cặp loa với một chiếc đẩy công suất Martin P2.4, nó được trang bị 16 sò có bù áp. Và phía bên trên được đặt một chiếc âm ni Jaguar PA203LV. Và cũng tiện ở video clip bên điện tử Đám Hoa test cho anh Hân một cặp loa thì tôi cũng giới thiệu cho các anh em. Vừa rồi có hai anh em điện đến hỏi và có ý là điện tử Đám Hoa làm một video để đấu ghép một chiếc âm ni và một chiếc đẩy công suất cho các anh em nào mà muốn sử dụng một chiếc âm ni và một chiếc đẩy công suất. Vâng, thì cũng là tiết kiệm mà chi phí cho các bạn khỏi phải mua lọc vang lân tiếng thì các bạn làm như trên. Vâng, cách kết nối thì rất là đơn giản thôi, không có gì cả. Và đây là cách kết nối dây mà tôi đang cầm như thế này, là các bạn kết nối từ lấy tín hiệu nền nhạc từ máy tính, TV hoặc điện thoại, các bạn kết nối vào cổng A. Vâng, còn cổng ra xuống đẩy là các bạn lấy từ có ký hiệu quýt, và ký hiệu quýt các bạn lấy tín hiệu xuống đẩy công suất, và rất đơn giản nhưng hiệu quả cao, cũng là một cách đỡ chi phí tốn kém cho các bạn có một chiếc âm ni còn tốt nhưng nó không đủ lực để đánh một cặp loa lớn, cặp loa bass 30. Thì các bạn mua thêm một cục đẩy công suất như thế này. Vâng, rất đơn giản nha các bạn. Và đây là một cặp loa B3X12i25 mã của anh Hân. Sớm mai trung tâm đóng gói gửi đến Yên Phong, Bắc Ninh cho anh. Vâng, với chất âm của dòng loa này rất hoàn hảo. Đây là một cặp loa bãi xịn zin còn rất đẹp, chất âm khá chuẩn, khá hay, tiếng bass sâu chắc, uy lực, tiếng tép bén và nhuyễn, và nghe chất âm rất tách bạch. Với một cô hình karaoke này thì tôi xin được nghêu ngao một đoạn
karaoke. Các bạn có nhu cầu những sản phẩm âm thanh karaoke, những cấu hình karaoke chất lượng, cặp loa bãi xịn, xin hãy liên hệ ngay cho điện tử Tám Hoa theo hai số máy 0918249265 và 0974637646. Điện tử Tám Hoa giao hàng toàn quốc, địa chỉ điện tử Tám Hoa, trung tâm Kinh Tứ, Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Sau đây tôi sẽ nêu ngào một đoạn. Và xin mời. Trả lại cho thành phố những ngày dòng chơi đầy đó, trả lại người tình nhiều mơ ước hão huyền. Tôi xa lìa thành phố không ngại gần ưu tư, dù đã hơn một lần nhung nhớ. Trước mặt tôi là lắng nắng đổ đưa thưa trên áo, trước mắt là rừng không nối mịt mù. Bao ân tình ngày đó bây giờ đành buông trôi theo tháng năm héo mòn cuối đời. Tình yêu khổ đau đã nhiều, chất chồng nỗi buồn từng giọt đắng men cay. Đến nay mới biết sống cơ hàn bạn bè người yêu xa ta. Trả lại em tình ai, hỡi người tôi yêu tôi mến. Đã một lần buồn thì thôi cũng đã nhiều, phong sương đời còn năm, ước hẹn thành mong manh nên nín câm những lời giã từ.